Sau đây là bài hát em dành tặng riêng cho người yêu cũ. Hy vọng anh có thể cảm nhận được. Cút! Anh ơi! Anh có người yêu chưa? Anh yêu em đi! Em cô đơn quá nè! Em có thể gầy như siêu mẫu, em cũng có thể béo, tròn. Nhưng em vẫn là của anh mặc kệ người khác đợi đến héo, mòn. Em có thể chỉ vào màu đỏ và nói đây là màu xanh, vì đơn giản rằng em luôn đúng vì em là cả thế giới của anh. Chủ nhật đi bu 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 ba tu 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 bu ba tu 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 tu. Anh ơi, em yêu anh nhiều ơi là nhiều luôn, nhiều lắm luôn, nhiều không thể nào diễn tả nổi luôn. Anh ơi anh ơi, order cho em một ly trà sữa, ít đá ít tương, thêm cực nhiều tình cảm của anh vào nữa. Em mang cả tiền có dư, anh không cần thối lại tiền thừa, gửi em một vài. Everybody make some TikTok. Bầu trời vẫn nhát xanh, gió vẫn trong lành. Nhưng một ngày đẹp trời, liệu anh có muốn lên xe và ra đường cùng em? Không cần make up, ay, cũng chẳng cần phấn hay. Nè chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci mà chân anh mang giày đôn chè. Đứng thì anh dắt thêm đôi ba caro với áo bò. Em đã làm gì có người yêu? DJ Dime. Em đã sợ ế đi nè. Anh đánh rơi người yêu ở đây rồi đấy. Thế bây giờ anh có định nhặt về không? Ba đồng một thúng đàn ông chỉ bỏ vào lòng chỉ sách đi chơi. Giữa đường lọc rách tả tơi chỉ đành đánh rớt mỗi nơi một chồng mà. Hai đồng một thúng đàn bà mua về trộn cám cho gà nó ăn. Mấy bà kêu khóc nhăn răng từ đi hết dám kêu căng họ mình lấy tôi đi có thấm ôi. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng? Quen mà. Tiếc chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là khô em quen anh sẽ bị đòn. Hẹn dạ, anh mai lớn lên đi. Em sẽ trao anh trái tim. Anh mai đi trà sữa. Ai em mời nhưng anh bao. Ủa sao anh phải bao em? Mày bao không? Ờ bao. Tao cắt mày bỏ vô bao luôn bây giờ. Ờ để mai anh bao vô. Uống nhiều ly cũng được. Ừ. Động thân không phải là gì mà người đủ tê để yêu. Thân ta tê để trong thân thế luôn cao đầu. Bạn thân này đã hứa, bạn này sẽ vui. Nhưng để chuyện đi anh chẳng sợ gì phải. Thì quên có một ai thương đi tình hình lây ta. Chẳng bất chấp lo lắng. Anh đừng có mẹ gọi
gọi điện rồi nhắn tin cho em rồi, người ta thấy rồi, người ta nhìn vô, người ta đánh giá em. Em đâu phải người mới trai. Alo, anh hả? Tới rồi hả? Ừ, em xuống liền nha. Hiền lắm, một chiếc lá rơi cũng làm cho em hoảng sợ. Con kiến nó cắn em sẽ lấy nhẹ nó ra thôi. Em sẽ bỏ nó cho nó về ổ. Sau đó em đốt luôn một ổ. Anh đưa em ra đường, Trần Duy Hưng em nhé. Ông đưa tôi ra đường, Trần Duy Hưng làm gì? Đừng có hỏi. Vào đây em sẽ xinh hơn, giống như em chưa 18 ấy. Thật là em sẽ xinh không? 1, 2, 3, let's go. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Anh nghĩ một hồi lâu, từ đâu kệ mẹ nó, hey, hey, hey. Anh ơi, anh à, anh có yêu em không? Kể từ giây phút này, phải gọi tôi là mẹ. Gọi chiều mến đi nào, 2, 3, nè. Mày liếm vô mặt tao đi, rút cái miệng lại, đẩy một lần ra, thánh thoát, lạnh lót, ngọt ngào tràn đầy cảm xúc. 1, 2, 3, mẹ. Anh, trời lạnh rồi, anh có muốn nắm tay không? Chọn. Ừ, xin giải giờ. Em thì dân tộc gì đây? Em là dân tộc Mông. Dân tộc Mông. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 16 tuổi. Chồng chưa em ơi? Mẹ em nói là năm nay chưa lấy chồng là bị ế rồi. Tiếng lục tai, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật. Không thể bỏ cũng không thể cất. Có phải là hồi tối hôm qua anh buồn đúng không? Không được buồn nữa, nghe chưa? Phải nghe lời vì như vậy mới là học sinh ngoan. Anh có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có bao giờ tình nguyện thay mẹ lên chùa cầu duyên không? Anh có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Anh có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Hay nè em người chưa biết tên, em ở đâu làm quen được không? Sao nhìn em lại xinh thế kia, không biết em đã có gấu chưa? Em bắn ra cứ xem thì thấy từ bên nát bên nát xem thì xem thì say hưng thì tay chúng em tự mở ra. Em bắn là kiếm tam phần, cùng em bắn là kiếm tam phần. Thời buổi 2018-2019 rồi các bạn ạ, không yêu được thì thôi, tội gì phải khổ đúng không? Không tình gì sợ không? Sợ hả? Cái gì đây nha? Mẹ nó gửi nó nè bao. Tắt đi. Mày đi ngủ mau lên đi từ đây, phải nghe lời mẹ nghe chưa? Biết rồi. Sợ không? Giới thiệu với cưng, chị tên là Chiều Chiều, ngồi búng cọng thun, búng qua búng lại búng nhầm con Nhung. Em hỏi tên chứ đọc thơm đâu hiểu đâu. Tên chị đó, Chiều Chiều ngồi búng cọng thun, búng qua búng lại búng nhầm con Nhung. À tên búng Nhung. Sư phụ, cứu con, sư phụ, hãy tháo level cho tôi xuống. Giá buồn này hả? Dạ, thôi. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhá. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tin anh big fan. Nhà anh có sao anh không ở mà lại di chuyển hộ khẩu vật. Cháu chấp ca hót nhà chú may. Cháu chấp ca hót nhà chú. Cháu một khi đã câu thì cực kỳ mau, đừng đụng vào cháu nhớ chưa. Em bắn ra cứ xem thì thấy từ bên nát bên nát xem thì xem thì sai hơn thì tại chúng em tự mở ra. Em bắn là kiếm tam phần, cùng em bắn là kiếm tam phần. Anh ơi, anh Thành Sơn người yêu này. Alo, alo. Đám cưới em xin hát một bài. Tình cảm phiên hơi sầu lắm á. Tặng cho cô dâu chú rể. Đêm động phòng quẩy cho nó hăng á. Tay này em cầm ly rượu, mà tay kia cầm ly.
Sao anh không nói gì nữa đi? Bà nội anh cũng không dám nói nữa. Sao vậy? Em hung dữ quá mà. Đâu có. Em hiền thấy mẹ luôn à. Hiền quá ha. Anh, em có một câu này muốn nói với anh nè. Là em yêu anh. Không có dai mình vẫn sống bình thường. Không có cơm có gạo mình mới chết. Không có dai vẫn bình thường mà sống. Có gì đâu. Như ví dụ như tao ô dai.